Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là sát tuyến số 3 thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đất này đất của thị trấn nhá, nên là nó khá là có giá trị nha anh chị ha, chứ không phải đất của xã nhá anh chị ha. Đó, anh chị nhìn bên kia là siêu thị Co-op Mart này, chợ Đồng Phú này, trung tâm hành chính huyện này. Đó, DT41 bên đó đó anh chị ha. Đó, cách cái lùm cao su này thôi là sang để đi bên đó rồi anh chị ha. Đó, còn tuyến số 3 là cái mảnh trắng ngoài đó đó. Tí nữa tôi chạy ra đó tôi quay cho anh chị xem anh chị ha. Đấy, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Đó, từ đây ra tuyến số 3 thì chắc khoảng chừng trăm mấy mét anh chị nhé. Đó, rồi còn ra DT41, ra chợ, ra trung tâm hành chính huyện thì khoảng chừng cây rưỡi số, nhìn vậy đây khoảng cây rưỡi số đấy anh chị ha. Đó, anh chị nhé. Rồi, ngày hôm nay thì tôi giới thiệu cho anh chị một miếng đất hơn 500m2 là miếng đất này ạ. 10,50 ngang là 10,50 anh chị ạ. Đó. Sâu là 46, anh chị ha. Đấy anh chị ha. Đây là người ta phân ra này. Cái này là của dân người ta bán nha anh chị nhá. Bắt đầu từ đây. À, sang bên này. 10m50. Sâu đến vừa điều kia là 46m. 46m anh chị ha. Đó, ngoài kia là tuyến số 3. Khu phố Tân Liên, rồi thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đó, trời sắp mưa rồi anh chị ha. Tôi quay nốt cái video này. Sắp mưa đấy anh chị ha. Ngoài này thì cái đường liên xã này. Đó, để trước ở đây cái hộ dân này người ta có cái miếng đất hai mặt đường này, người ta tiện để người ta phân luôn anh chị ha. Còn miếng nào nữa không anh? Chưa. Miếng cao su này nữa hả? À, thế để kết thúc cái video của cái miếng đất 10 mét này cái đã, rồi quay vườn cao su thì sau anh chị ha. Rồi, tôi vào phần đuôi này. Đó. À, cái miếng cao su đấy nhìn hay đấy anh chị ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình nhé. Đó, để theo dõi những cái sản phẩm cập nhật mới anh chị ha. Đó, ngang 10m50. 10m50, sâu 46. 500m2 anh chị ạ. Đó, vừa tôi đứng ở ngoài đó anh chị ha. Khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Cách tuyến số 3 khoảng 106-107 gì đó. Không biết có tới không. Đó, 160-170m thôi. Còn nói nhé, cái khoảng cây rưỡi số là ra đến trung tâm hành chính, ra đến chợ, ra đến siêu thị, ra đến bệnh viện. Đó, một cây rưỡi số anh chị ha. Tuyến số 3 hôm nay người ta chuẩn bị làm nhựa đấy anh chị ha. Cái miếng này bán bao nhiêu đây anh? 906 anh chị ạ. Ngang 10 sâu 46, ngang 10m50 sâu 46, 906 luôn anh chị ha. Đó, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thì số điện thoại của mình là 0918-645-130 hoặc 0271-373-7968 anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của cvtland để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ cvtland anh chị ha. Đang tính quay ra ngoài tuyến số 3 cho anh chị xem thì anh này anh chỉ cái vườn cao su này, vườn cao su đó. Bây giờ tôi quay luôn. Tôi xin phép tôi kết thúc cái video này ở đây anh chị ha. Đấy, ngang 10,50, sâu 46, 906 luôn anh chị ha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn.